Ngày 20 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang thụ lý điều tra xác minh vụ chết chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại nghĩa trang Gò Dưa, hẻm 20 đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 1 tháng 5, anh NMM, 28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, là nhân viên dọn dẹp trong con nghĩa trang, nhậu cùng nhóm bạn trong nghĩa trang trên. Lúc này, anh M đi vào khu vườn tràm bên trong nghĩa trang, đi vệ sinh thì phát hiện thi thể một người đàn ông nằm trên võng. Anh M trình báo lực lượng chức năng, công an thành phố Thủ Đức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong, đồng thời thông báo tìm người nhà của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Theo xác minh ban đầu, người đàn ông là người sống lang thang, vô gia cư. Người này dựng chòi tạm sống trong khu vườn tràm nghĩa trang nhiều năm nay, không có giấy tờ tùy thân, làm nghề nhặt ve chai. Nạn nhân khoảng 30-40 tuổi, cao khoảng 1m7, sống mũi thẳng, mặc quần thun ngắn màu đen, không mặc áo. Tên thường gọi là Lâm, nói giọng miền Nam. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức thông báo tìm tung tích nạn nhân. Nếu phát hiện thân nhân, lai lịch hoặc người nhà nạn nhân, hãy thông báo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, địa chỉ số 9 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú. Số điện thoại 0283 896 6537, gặp điều tra viên Nguyễn Chí Công để liên hệ giải quyết.